Tanghi và Ram, khoa học máy tính, tập 6. Trong tập phim trước, chỉ cần sử dụng các cổng logic, chúng ta đã xây dựng được một ALU đơn giản, thực hiện các phép toán số học và logic. Đó là tính năng của chữ A và chữ L. Nhưng tất nhiên, nếu việc tính toán ra một kết quả để rồi vứt bỏ nó đi thì sẽ không có ích lợi gì cả. Ngược lại, việc tính toán đó sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể lưu trữ giá trị này bằng cách nào đó và thậm chí có thể chạy nhiều phép toán liên tiếp. Đó là lý do mà bộ nhớ máy tính cần xuất hiện. Nếu bạn đã từng đang chơi ở giữa giai đoạn cấp độ khó của trò chơi gỡ mìn Minesweeper và bị cúp điện, thì bạn sẽ hiểu được sự đau đớn như thế nào khi phải bắt đầu lại từ đầu. Lý do của sự mất mát đó là do máy tính của bạn sử dụng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, còn được gọi là RAM, để lưu trữ những thứ như trạng thái trò chơi, và RAM thì cần phải được cấp nguồn liên tục. Một loại bộ nhớ khác được gọi là Persistent Memory, có thể tồn tại mà không cần nguồn điện và nó được sử dụng cho nhiều việc khác nhau. Chúng ta sẽ nói về bộ nhớ này trong phần sau. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với quy mô nhỏ nhất của bộ nhớ, đó là xây dựng một mạch điện có thể lưu trữ một bit thông tin. Từ đó, chúng ta sẽ mở rộng quy mô và xây dựng module bộ nhớ của riêng mình. Đồng thời, chúng ta sẽ kết hợp module bộ nhớ này với ALU vào lần tới, để cuối cùng là xây dựng được CPU của riêng mình. Tất cả các mạch logic mà chúng ta đã thảo luận cho đến nay đều đi theo một hướng, đó là luôn chảy về phía trước, giống như bộ cộng 8-bit Ripple của chúng ta từ tập phim trước. Nhưng chúng ta cũng có thể tạo ra các mạch điện có tín hiệu phản hồi ngược trở lại. Bây giờ, hãy thử lấy một cổng OR thông thường và nối đầu ra ngược trở lại một trong các đầu vào của nó và xem điều gì sẽ xảy ra. Đầu tiên, hãy đặt cả hai đầu vào là 0. Khi đó, 0 OR với 0 sẽ cho kết quả ở ngõ ra là 0 và do đó, mạch này luôn xuất ngõ ra là 0. Nếu chúng ta đổi đầu vào A thành 1, khi đó 1 OR với 0 sẽ cho kết quả ở ngõ ra là 1. Vậy bây giờ, đầu ra của cổng OR là 1. Một phần của một giây sau, giá trị ở đầu ra sẽ được truyền ngược lại vào đầu B. Vì vậy, cổng OR lúc này sẽ có cả hai đầu vào là 1. 1 OR với 1 vẫn cho kết quả đầu ra là 1, do đó không có thay đổi giá trị ở đầu ra. Bây giờ, nếu chúng ta đảo đầu vào A về 0, thì cổng OR vẫn xuất ra 1. Như vậy, chúng ta đã có một mạch ghi nhớ giá trị 1 cho chúng ta. Nhưng với mạch này, chúng ta gặp phải một vấn đề nhỏ nhỏ, đó là sự thay đổi này là vĩnh viễn. Dù chúng ta có cố gắng thay đổi trạng thái của ngõ vào A, thì vẫn không có cách nào khiến ngõ ra của mạch này đổi ngược lại từ 1 thành 0. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét cùng một mạch điện này, nhưng thay vào đó là cổng AND. Chúng ta sẽ bắt đầu với cả hai đầu vào A và B bằng 1. Một AND với 1 sẽ cho đầu ra bằng 1. Tuy nhiên, nếu sau đó chúng ta đổi đầu vào A thành 0, thì đầu ra sẽ chuyển sang 0, vì đây là cổng AND. Khi đó, mạch điện này ghi nhớ giá trị 0, ngược lại với mạch OR đã được trình bày trước đó. Điều này có nghĩa là bất kể đầu vào A có là 1 hoặc 0 sau đó, thì mạch vẫn sẽ luôn xuất ra giá trị là 0. Giờ đây, chúng ta đã có các mạch có thể ghi lại cả 0 và 1. Chìa khóa để biến hai mạch điện có khả năng ghi nhớ này thành một bộ nhớ hữu ích là kết hợp chúng lại thành một mạch điện được gọi là mạch chốt AND OR. Nó có hai đầu vào. Một đầu vào là reset, có nhiệm vụ đặt lại đầu ra thành 0. Và một đầu vào là set, có nhiệm vụ đặt đầu ra thành 1. Nếu cả chân set và chân reset đều bằng 0, thì mạch điện chỉ xuất ra bất cứ giá trị nào đã được đặt lần cuối cùng. Nói một cách khác là nó đã ghi nhớ một bit thông tin. Đó chính là cách mà bộ nhớ có thể ghi nhớ một bit dữ liệu. Mạch này được gọi là chốt vì nó chốt một giá trị cụ thể và giữ nguyên như vậy. Hành động đưa dữ liệu vào bộ nhớ được gọi là ghi, write, còn khi lấy dữ liệu ra khỏi bộ nhớ được gọi là đọc, read. Như vậy là chúng ta đã có một cách để lưu trữ một chút thông tin. Điều đó thật tuyệt vời. Thật không may, việc có hai dây khác nhau cho đầu vào là set và reset làm cho chúng ta hơi khó hiểu. Để giúp cho mạch điện này dễ sử dụng hơn một chút, chúng ta thật sự muốn chỉ có một dây duy nhất để nhập dữ liệu. Với một sợi dây duy nhất này,
chúng ta có thể đặt thành 0 hoặc 1 để lưu trữ giá trị. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ cần một dây dẫn cho phép bộ nhớ sẵn để ghi hoặc bị khóa, gọi là dây cho phép ghi. Bằng cách thêm một vài cổng logic bổ sung, chúng ta có thể xây dựng mạch điện theo yêu cầu mới này, và nó được gọi là gated latch, dịch nôm na ra tiếng Việt là mạch chốt cổng. Gọi là cổng vì nó có thể được mở hoặc đóng. Bây giờ, mạch điện của chúng ta đã bắt đầu phức tạp hơn một chút. Để tránh việc phải nhìn vào một rừng toàn những cổng logic khi chúng ta xây dựng những thứ lớn hơn như CPU, chúng ta sẽ nâng cao mức độ trừu tượng lên và đặt toàn bộ mạch gated latch này vào trong một cái hộp. Nói nôm na, nó là một cái hộp có thể lưu trữ một bit dữ liệu. Bây giờ, hãy thử nghiệm công cụ mới của chúng ta. Hãy bắt đầu mọi thứ ở mức 0. Nếu chúng ta chuyển dây dữ liệu từ 0 sang 1 hoặc từ 1 thành 0 thì vẫn không có ảnh hưởng gì tới đầu ra cả. Đầu ra vẫn ở mức 0. Đó là do dây cho phép ghi đang bị tắt. Điều này ngăn cản mọi thay đổi đối với bộ nhớ vì cổng đang bị đóng. Chúng ta cần phải mở cổng bằng cách chuyển dây cho phép ghi thành 1. Bây giờ, chúng ta có thể đặt giá trị 1 trên đường dữ liệu để lưu giá trị 1 vào mạch chốt của chúng ta. Chú ý, đầu ra bây giờ sẽ là 1. Đã lưu thành công. Sau khi đã ghi nhớ thành công, chúng ta có thể tắt dây cho phép ghi và đầu ra vẫn là 1. Một lần nữa, chúng ta có thể chuyển đổi bất kỳ giá trị nào trên dòng dữ liệu mà chúng ta muốn, nhưng đầu ra vẫn sẽ giữ nguyên giá trị vì dây cho phép ghi đã bị tắt. Giá trị đã được lưu vào trong bộ nhớ. Bây giờ, hãy bật lại dây cho phép ghi và sử dụng dòng dữ liệu của chúng ta để đặt mạch chốt thành giá trị 0. Đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là nó đã hoạt động như chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, nếu bộ nhớ máy tính mà chỉ có thể lưu trữ một bit thông tin thì nó cũng chẳng giải quyết được việc gì cả. Nó chắc chắn là không đủ để chạy trò Mario huyền thoại hoặc bất cứ nhiệm vụ nào khác. Nhưng chúng ta không cần phải giới hạn chỉ sử dụng một mạch chốt. Nếu chúng ta đặt 8 mạch chốt cạnh nhau, chúng ta có thể lưu trữ 8 bit thông tin tương tự như một con số 8 bit. Khi kết hợp một nhóm các mạch chốt hoạt động như thế này thì được gọi là thanh ghi. Thanh ghi có thể chứa một số duy nhất và số bit trong thanh ghi được gọi là độ rộng của thanh ghi. Các máy tính ban đầu có thanh ghi 8 bit, sau đó là 16 bit, 32 bit và ngày nay nhiều máy tính có thanh ghi rộng 64 bit. Để ghi dữ liệu vào thanh ghi, trước tiên chúng ta cần phải mở cổng cho tất cả các mạch chốt trong nó. Chúng ta có thể làm điều này với một dây duy nhất được kết nối với tất cả các đầu vào enable của các mạch chốt. Và chúng ta đặt sợi dây đó với giá trị là 1. Sau đó, chúng ta gửi dữ liệu của mình bằng cách sử dụng 8 dây dữ liệu. Cuối cùng, chúng ta đóng cổng bằng cách đặt dây enable trở lại bằng 0. Và giá trị 8 bit bây giờ đã được lưu vào trong bộ nhớ. Đặt các mạch chốt cạnh nhau chỉ hoạt động tốt đối với số lượng bit nhỏ. Một thanh ghi 64 bit sẽ cần 64 dây đầu vào chân dữ liệu và 64 dây đầu ra. May mắn thay, chúng ta chỉ cần một dây enable để đóng hoặc mở cổng cho tất cả các chốt, nhưng tổng cộng vẫn là 129 dây. Đối với thanh ghi 256 bit, nó sẽ có tổng cộng 513 dây. Đó thực sự là quá nhiều dây. Và giải pháp để giảm bớt số lượng dây là sử dụng một ma trận. Trong ma trận này, chúng ta không sắp xếp các mạch chốt chỉ theo một hàng. Thay vào đó, chúng ta sắp xếp chúng theo dạng lưới. Đối với 256 bit, chúng ta cần một lưới 16 x 16 mạch chốt với 16 dây cho hàng và 16 dây cho cột. Để kích hoạt bất kỳ một mạch chốt nào, chúng ta phải bật dây hàng và dây cột tương ứng. Hãy phóng to và xem cách nó hoạt động. Chúng ta chỉ muốn bật mạch chốt ở giao điểm của hai dây đang ở mức 1, nhưng tất cả các mạch chốt khác sẽ phải ở trạng thái tắt. Để thực hiện được ý đồ này, chúng ta có thể sử dụng cổng AND đáng tin cậy của mình. Cổng AND sẽ chỉ xuất đầu ra là 1 nếu dây hàng và dây cột đều là 1. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng tín hiệu này để mở cổng cho duy nhất một mạch chốt thôi. Thiết lập hàng cột này kết nối tất cả các mạch chốt lại với một dây cho phép ghi duy nhất. Để một mạch chốt có thể ghi, dây hàng, dây cột và dây cho phép ghi phải đều bằng 1. Điều đó chỉ đúng với một chốt duy nhất tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này có nghĩa là chúng ta cũng có thể sử dụng một dây duy nhất cho dây dữ liệu để kết nối với tất cả các mạch chốt trong ma trận. Bởi vì chỉ có một mạch chốt sẽ được cho phép ghi,
cũng đồng nghĩa với chỉ có một mạch chốt sẽ lưu dữ liệu, trong khi phần còn lại của các mạch chốt sẽ đơn giản bỏ qua các giá trị trên dây dữ liệu vì chúng không được cho phép ghi. Chúng ta cũng có thể sử dụng thủ thuật tương tự với dây cho phép đọc để đọc dữ liệu từ một mạch chốt cụ thể ra sau này. Kết quả sau khi áp dụng mô hình ma trận, đối với bộ nhớ 256-bit, chúng ta chỉ cần tổng cộng có 35 đầu dây, bao gồm một dây dữ liệu, một dây cho phép ghi, một dây cho phép đọc, 16 dây hàng và 16 dây cột để lựa chọn mạch chốt nào được bật. Đó thật sự là đã tiết kiệm dây đáng kể, nhưng chúng ta cần một cách để chỉ định duy nhất từng giao lộ. Hãy nghĩ về điều này giống như trong một thành phố lớn, bạn có thể hẹn gặp ai đó tại đại lộ số 12 và đường số 8, đó chính xác là một địa chỉ để xác định một ngã tư. Giả sử mạch chốt vừa mới lưu một bit của chúng ta vào, có địa chỉ là hàng 12 và cột 8. Vì có tối đa 16 hàng nên chúng ta lưu trữ địa chỉ hàng dưới dạng số nhị phân 4 bit. Số 12 sẽ bằng với một số nhị phân 4 bit có giá trị là 1100. Tương tự đối với địa chỉ cột, số 8 bằng 1000 trong hệ nhị phân. Vì vậy, địa chỉ cho mạch chốt cụ thể mà chúng ta vừa sử dụng có thể được biết là 1100 1000. Sau khi đã có địa chỉ cần thiết để chuyển đổi từ một địa chỉ thành một thứ gì để có thể chọn đúng hàng và cột, chúng ta cần một thành phần đặc biệt khác được gọi là bộ ghép kênh multiplexer. Đó là một cái tên khá đẹp. Bộ ghép kênh có nhiều kích cỡ khác nhau. Vì chúng ta có 16 hàng nên chúng ta cần bộ ghép kênh từ 1 đến 16. Nó hoạt động như thế này. Bạn nạp cho nó một con số nhị phân 4 bit và nó sẽ kết nối dây đầu vào với dây đầu ra, tương ứng với con số mà bạn nạp vào. Ví dụ, nếu chúng ta chuyển vào địa chỉ là 0000, nó sẽ chọn cột đầu tiên cho chúng ta. Nếu chúng ta chuyển vào địa chỉ là 0001, thì nó sẽ chọn cột tiếp theo, vân vân. Đối với ma trận này, chúng ta cần một bộ ghép kênh để xử lý các hàng và một bộ ghép kênh khác để xử lý các cột. Tới giai đoạn này, có vẻ như mọi chuyện đã bắt đầu phức tạp hơn nhiều. Não bắt đầu bốc khói, nhưng bạn đừng quá lo lắng. Để đơn giản hóa cấu trúc phức tạp này, hãy tạo một cái hộp riêng cho bộ nhớ 256-bit của chúng ta. Và một lần nữa, đây là một cấp độ trừu tượng mới. Công cụ mới này cần một địa chỉ 8-bit cho đầu vào, trong đó gồm có 4-bit địa chỉ cho cột và 4-bit địa chỉ cho hàng. Chúng ta cũng cần các dây để điều khiển cho phép bộ nhớ ghi hoặc cho phép đọc từ bộ nhớ. Và cuối cùng, chúng ta chỉ cần một dây dữ liệu duy nhất. Dây này có thể được sử dụng để đọc dữ liệu hoặc ghi dữ liệu, tùy vào trạng thái của các dây điều khiển cho phép ghi hoặc đọc. Thật không may, ngay cả với bộ nhớ 256-bit cũng không đủ để chạy nhiều thứ, vì vậy chúng ta cần mở rộng quy mô hơn nữa. Chúng ta có thể sắp xếp chúng thành một hàng. Cũng giống như với các thanh ghi, chúng ta sẽ tạo một hàng gồm 8 bộ nhớ 256-bit. Với cách sắp xếp như vậy, chúng ta có thể lưu trữ một con số 8 bit, còn được gọi là byte. Để thực hiện được điều này, chúng ta sẽ cung cấp cùng một địa chỉ vào tất cả 8 hộp bộ nhớ 256-bit cùng một lúc, và mỗi hộp bộ nhớ sẽ lưu 1 bit của con số 8 bit. Điều đó có nghĩa là với mạch điện như thế này, chúng ta có thể lưu trữ được 256 byte tại 256 địa chỉ khác nhau. Và một lần nữa, để giữ cho mọi thứ đơn giản, chúng ta cần phải bỏ lại phía sau sự phức tạp bên trong của mạch điện này. Thay vì nghĩ đây là một chuỗi các module bộ nhớ riêng lẻ, chúng ta sẽ nghĩ về nó giống như một ngân hàng bộ nhớ và địa chỉ đồng hành với nhau. Trong ngân hàng bộ nhớ mới này, chúng ta có 256 địa chỉ và tại mỗi địa chỉ, chúng ta có thể đọc hoặc ghi một giá trị 8 bit. Chúng ta sẽ sử dụng ngân hàng bộ nhớ này vào tập phim tiếp theo để xây dựng CPU của mình. Đối với các máy tính hiện đại, quy mô của bộ nhớ có thể được mở rộng đến megabyte và gigabyte. Cách thức để xây dựng những bộ nhớ khổng lồ này cũng được thực hiện tương tự như cái cách mà chúng ta đã làm trong tập phim này. Đó là tiếp tục đóng gói các gói bộ nhớ nhỏ và sắp xếp chúng lại với nhau thành những gói lớn hơn và lớn hơn nữa. Chúng ta có thể liên tưởng bộ nhớ cũng giống như một tòa nhà chung cư. Những ô nhớ trong một bộ nhớ tương tự như những căn hộ nằm trong cái chung cư đó. Và cuối cùng, dữ liệu được chứa trong mỗi ô nhớ thì tương tự như người sống trong mỗi căn hộ.
Ví dụ như, bộ nhớ mà chúng ta mới vừa xây dựng có 256 địa chỉ, tương tự như một chung cư có 256 căn hộ. Mỗi căn hộ có một địa chỉ riêng. Trong mỗi căn hộ sẽ lưu trữ một giá trị 8 bit, tương đương với một byte nào đó. Khi số lượng ô nhớ trong bộ nhớ tăng lên, chúng ta cần phải có nhiều địa chỉ hơn để định vị tất cả các ô nhớ. Với 8 bit, chúng ta chỉ có đủ số để cung cấp 256 địa chỉ cho 256 byte bộ nhớ. Để có thể định địa chỉ cho bộ nhớ 1 GB hoặc 1 tỷ byte, chúng ta cần phải có địa chỉ 32 bit. Và đối với các máy tính hiện đại tại thời điểm này, chúng ta cần phải có địa chỉ 64 bit thì mới quản lý được hết các vùng nhớ. Một thuộc tính quan trọng của bộ nhớ này là chúng ta có thể truy cập vào bất kỳ vị trí bộ nhớ nào, bất kỳ lúc nào và theo một thứ tự ngẫu nhiên. Vì lý do này, nó được gọi là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, còn được gọi tắt là RAM. Khi bạn nghe mọi người nói về việc máy tính có bao nhiêu RAM, đó chính là họ đang nói về bộ nhớ của máy tính. RAM hoạt động khá giống như bộ nhớ ngắn hạn của con người. Đây là vùng nhớ mà bạn ghi nhớ mọi thứ đang diễn ra ngay tại thời điểm hiện tại, chẳng hạn như bạn ăn trưa với món gì, hoặc bạn mặc bộ đồ nào để đi làm, vân vân. Đây là một thanh RAM thực tế với 8 con chip bộ nhớ được hàn vào bo mạch. Ngày nay, bạn có thể mua RAM có bộ nhớ cỡ gigabyte trở lên, tức là có hàng tỷ byte bộ nhớ trong nó. Như vậy là hôm nay, chúng ta đã xây dựng một phần của SRAM, còn gọi là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh, nó sử dụng các mạch chốt. Trên thị trường có nhiều loại RAM khác, chẳng hạn như DRAM, bộ nhớ flash và NVRAM, v.v. Chúng có chức năng rất giống SRAM, nhưng sử dụng các mạch khác nhau để lưu trữ các bit riêng lẻ. Về cơ bản, tất cả các công nghệ này đều lưu trữ các bit thông tin trong các ma trận của các ô nhớ được ghép lồng vào nhau. Nếu bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về RAM thì hãy xem tập phim với tựa đề là Giải thích bộ nhớ RAM của kênh Tri thức nhân loại hoặc nhấn vào link của nó trong phần mô tả của tập phim này. Tôi rất muốn được chia sẻ về nhiều kiến thức khác nhau. Hãy nhấn vào các video xuất hiện trên màn hình hiện tại và tôi sẽ gặp bạn ở đó. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác.